Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái trang chủ cho website nha. Như những video trước mình đã chia sẻ cho các bạn, đó là chúng ta đăng những cái sản phẩm, lấy những cái sản phẩm đó ra và chúng ta sẽ thiết kế một cái trang chủ cho website của mình, giao diện custom nha các bạn. Video trước mình đã chia sẻ cho các bạn đó là mình đã đăng những cái sản phẩm như là laptop và IT. Các bạn xem ở trong đây là những cái sản phẩm ha. Đó, đây là những cái sản phẩm mà các bạn xem ở đây nè. Sản phẩm nhanh thì các bạn chọn vào trong đây thì nó hiển thị ra hai, các bạn đăng ở đây nha, các bạn chọn educate. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế cái trang chủ nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn vào cho mình nó ở chỗ là edit bay, các bạn chọn cho mình là edit with UX border, các bạn chọn vào đây. Sau khi các bạn chọn vào đây rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái mẫu, có rất là nhiều cái mẫu nha các bạn, có rất là nhiều cái mẫu và chúng ta muốn làm mẫu nào thì chúng ta làm hai các bạn. Bây giờ ví dụ như mình sẽ làm một cái mẫu như thế này nha. Mình sẽ lấy cái mẫu số 2 ha các bạn, cái mẫu này đi. Last sheet stop. Hay các bạn, làm cái mẫu này, các bạn chọn cái mẫu này cho mình. Sau khi các bạn chọn thì chúng ta sẽ có những cái mẫu ha. Cái mẫu như thế này nè. Thì bài viết của chúng ta đăng lên rồi nè ha các bạn. Đây, chúng ta sẽ được những cái phần như thế này đây. Đó thì các bạn sử dụng kiểu này nha. Rồi, bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta sẽ thay đổi ha. Chúng ta sẽ lần lượt thay đổi. Rồi để làm sao chúng ta thay được cái hình vào đây ha các bạn. Đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây các bạn nhìn thấy ở chỗ đây nè. Chúng ta chọn vào trong chỗ là slide ha, banner nè. Các bạn sẽ thấy cái phần banner. Cho màu sắc thì các bạn cho ha, rất là dễ. Rồi các bạn cho màu sắc. Ở đây ví dụ như mình sẽ đưa một cái tấm hình vào ha các bạn, select. Các bạn sẽ chọn vào đây. Bây giờ ở đây nè, mình sẽ tải tấm ảnh của cô gái lên. Đó, như thế này ha các bạn. Rồi cái vị trí của cái cô gái này nè, ở bên đây ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái vị trí. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ cho cái chữ nó qua bên đây ha các bạn. Đó, mình sẽ được cái ảnh thứ nhất ha. Rồi tiếp theo nữa là mình cho cái banner ha. Cái chữ, cho một cái hình ở đây thêm cái nữa. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho cái hình này đi. Đây, cái hình này ha các bạn. Hình như thế này. Và mình sẽ đưa nó về bên đây ha. Sẽ đưa về bên đây. Đó. Như thế này. Rồi bây giờ các bạn nhìn xem cái website của chúng ta nè. Các bạn refresh nó lại. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè. À, rất là chuyên nghiệp nha các bạn, rất là chuyên nghiệp nha. Rồi tiếp theo nữa là mình ở đây các bạn sẽ đưa vào đây những cái logo, những cái hình ảnh hay các bạn. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ chọn vào đây nè. Đó, các bạn sẽ đưa vào đây những cái hình ảnh ở đây, đưa những cái hình, ví dụ như cái máy chạy bộ đây, máy chạy bộ đây. Rồi ok. Đó, các bạn sẽ delete đi những cái chữ này đi ha. Tiếp theo nữa mình sẽ đưa những cái hình khác. Đó, mình xóa bỏ này ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào đây những cái hình. Rồi ok. Và những phần này mình sẽ bỏ đi ha các bạn, mình sẽ bỏ đi. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ update những cái phần này nè, những phần này nằm lít chuột phải nè, bỏ đi nè. Đó, bỏ đi, sẽ bỏ đi những cái phần mà chúng ta không có sử dụng nha. Ví dụ như các bạn xem ở đây nè, rồi đốt chúng ta lấy nè. Tiếp theo nữa là chúng ta có những cái phần như thế này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thêm vào đây những cái sản phẩm nè, những cái sản phẩm ở đây thì mình cho 4 cái sản phẩm rồi. À, bây giờ mình sẽ chọn vào đây, mình sẽ tùy chỉnh nó lại cho 5 sản phẩm đi. Rồi ha các bạn, 5 sản phẩm. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cho nó xuống đây. Chúng ta sẽ cho một product vào đây. Chọn vào đây. Và các bạn sẽ tạo cho mình một cái column ha. Tạo một cái column. Rồi các bạn chọn vào đây. Tiếp theo nữa các bạn chọn, sẽ chọn vào đây. Ở đây, chọn vào đây. Và các bạn sẽ lấy những cái sản phẩm ra. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình ở cái chỗ là rau
Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ apply. Bây giờ chúng ta sẽ để ở đây tạo ở đây một, chúng ta sẽ đưa tab này lên và các bạn để là product. Các bạn chọn cho mình ở chỗ là center product. Rồi các bạn chọn cho mình ở chỗ là H3. Các bạn chọn color. Rồi sau khi các bạn có những phần này rồi, các bạn chọn public vào đây và các bạn chọn những icon. Icon đây nè, có rất là nhiều icon. Rồi ở trên đây chúng ta sửa lại. Rồi chúng ta để icon. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có những cái phần như thế này rồi. Ok, chúng ta tắt đi. Rồi bây giờ chúng ta đã có được những cái sản phẩm như thế này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái ở dưới phần booster. Rồi các bạn sẽ chọn vào cho mình ở chỗ là product category, chọn vào đây. Các bạn chọn booster 1, add vào. Và các bạn sẽ done. Rồi các bạn về đây, refresh nó lại. Đây chúng ta sẽ có được cái này. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tạo một product. Đây, các bạn chọn vào đây. Các bạn chọn add. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn vào trong chỗ là header free product, chọn vào đây. Tiếp theo nữa là các bạn refresh nó lại. Rồi các bạn sẽ thấy nè, một số sản phẩm nằm đây, 6 sản phẩm đi. Rồi chúng ta sẽ cho đây 6 sản phẩm. Đây. Như thế này. Đây website của chúng ta như thế này đây. Rồi tiếp theo nữa và chúng ta sẽ cho cái video. Chúng ta sẽ vào trong kênh YouTube. YouTube. Insert from URL path video self prefab video này. View card. Và như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn, đó là chúng ta đã cài đặt cái giao diện của chúng ta như thế này. Rồi như vậy video hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn đến đây là hết. Các bạn xem video theo ích, các bạn hãy đăng ký và chia sẻ cho những người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thành công.